Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Tin rúng động Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang đối mặt với án tử khi thế giới chỉ ra 9 dấu hiệu cho thấy chiếc ngai vàng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị lung lay. Thưa quý vị, truyền thông của châu Á cho biết Trung Quốc giờ đang rơi vào tình thế loạn trong giặc ngoài. Chính quyền ông Tập Cận Bình đang đứng trước mối nguy lớn, đó là sụp đổ bất cứ lúc nào. Bản thân của ông Tập cũng đang lo sợ những điều tồi tệ sắp xảy ra với cả Bắc Kinh. Nhưng ông đang không biết phải làm sao khi mà Trung Quốc đang rối ren trong các vấn đề như chống chọi lại với mối nguy hiểm họa từ dịch bệnh cho đến nội bộ và các vấn đề quan trọng trong Đảng Cộng sản Nhân dân Trung Quốc. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết hôm qua, các giới chức cao tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho triệu tập gấp các lãnh đạo cấp cao thuộc cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố thuộc hàng ngũ quân đội và chính phủ của Bắc Kinh để họp gấp, họp kín đưa ra các giải pháp cấp bách trong bối cảnh mà Trung Quốc đang đối mặt với một loạt các an nguy làm cho quan chức chính quyền ông Tập Cận Bình đứng ngồi không yên trong suốt những tuần vừa qua. Theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, cho nên đích thân người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình là người sẽ chủ trì cuộc họp kín nói trên. Trong buổi họp, ông Tập đã nêu ra 4 nguy cơ lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt. Một là bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona đang gây ra, làm tê liệt 31 tỉnh, thành phố trên toàn đất nước Trung Quốc. Hai là các công ty, các tập đoàn phải đóng cửa trước nguy cơ bệnh dịch. Ba là nền kinh tế của Trung Quốc khả năng sẽ rơi vào một thảm cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử từ trước tới nay, khi toàn bộ Trung Quốc bây giờ đang rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. 4 là các vấn đề như Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông và Campuchia chưa giải quyết xong, vẫn còn một mớ hỗn độn. Trung Quốc đã đổ không biết bao nhiêu tiền của vào các vấn đề nêu trên, nhưng đến bây giờ nó đã đứng trước nguy cơ bị đổ bể. Các nhà quan sát cho rằng chính quyền của ông Tập đang đối mặt với nguy cơ bị chôn vùi nếu như mà Bắc Kinh không đưa ra được những quyết sách đúng đắn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng dù chính quyền của ông Tập Cận Bình có cố gắng tới nhường nào cũng khó có thể cứu vãn được tình hình Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, bởi vì Bắc Kinh bây giờ không như Bắc Kinh của những năm tháng về trước nữa rồi. Thưa quý vị, theo một quan chức cấp cao trong chính phủ của Trung Quốc tiết lộ rằng, ông Tập Cận Bình đang rất run sợ khi nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với 9 mối nguy lớn, báo hiệu chính quyền của ông Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tới ngày tận số cho năm 2021 và có thể năm 2022 Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và 9 mối nguy đó, một là tình hình về Biển Đông. Trung Quốc cho rằng tình hình Biển Đông đang hết sức phức tạp vì Bắc Kinh đang bị các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới cô lập cũng như tẩy chay. Hai là chiến tranh thương mại với Mỹ đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế của Trung Quốc. Năm ngoái, một thống kê cho biết nền kinh tế của Bắc Kinh đã rơi vào tình hình cực kỳ khó khăn khi liên tục hứng những đòn thuế quan đến từ chính phủ Mỹ, và đó là nguyên nhân dẫn tới nền kinh tế của Trung Quốc đang tăng trưởng thấp nhất trong vòng 100 năm vừa qua. Ba là Trung Quốc muốn thống nhất Đài Bắc nhưng bị chính quyền nữ tổng thống của Đài Loan bà Thái Anh Văn kiên quyết phản đối sáp nhập vào với Bắc Kinh. Bốn là đảo Điếu Ngư liên tục xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng giữa hải quân của Trung Quốc và hải quân của Nhật Bản, và mỗi lần đối đầu Trung Quốc đều bị thất bại trước quân đội của Nhật Bản. Năm là tình hình bất ổn chính trị trong nước khi các đảng phái đang đấu đá nhau một cách thậm tệ. Sáu là các công ty, các tập đoàn của nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga đang lũ lượt rời bỏ Trung Quốc để đi tìm các vùng đất mới vì sợ Trung Quốc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ cũng như sao chép công nghệ. 7 là nạn thất nghiệp, phá sản xảy ra khắp đất nước Trung Quốc. 8 là các căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt trên đất nước của Campuchia đã bị chính quyền Tổng thống Joe Biden lên án, chỉ trích, đặc biệt là ngày hôm kia, Mỹ đã điều máy bay B-52 dội bom lên các căn cứ quân sự của phía Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bành trướng và mở rộng phạm vi tầm ảnh hưởng quân sự của quân đội Trung Quốc ở khu vực châu Á. Mối nguy thứ 9, mối nguy được cho là cực kỳ quan trọng bởi vì không chỉ Trung Quốc mà tất cả các nước trên thế giới đang căng mình chống chọi, đó là dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra. Lúc đầu, tâm dịch được phát hiện vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Nhưng đến nay, tính tới thời điểm hiện tại, nó đã lan ra khắp đất nước của Trung Quốc và 210 quốc gia khác trên toàn thế giới này.
Đó là 9 dấu hiệu cho thấy chính quyền ông Tập Cận Bình đang trên con đường dẫn tới sự sụp đổ. Thưa quý vị, có một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng trong những tuần vừa qua đã xuất hiện những thế lực tẩy chay chống lại chính quyền của ông Tập vì cho rằng Trung Quốc đang trên đà phát triển và thịnh vượng, thì dưới bàn tay chỉ đạo của ông Tập, Bắc Kinh đang rơi vào thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Và ý kiến cho rằng đó là do sự độc đoán của chính quyền ông Tập nên bây giờ Trung Quốc đã bị nhân quả báo ứng. Còn ý kiến khác cho rằng do Trung Quốc đã tỏ ra hống hách thường xuyên bắt nạt các nước láng giềng xung quanh mình, coi thường luật pháp của quốc tế và không tôn trọng các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới. Cho nên bây giờ Bắc Kinh bị cô lập và bị cộng đồng của quốc tế tẩy chay dẫn đến tình cảnh lao đao. Vâng, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, vào hôm 12 tháng 8 tại Bắc Kinh, trong một bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đã trấn an hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng thế giới rằng Trung Quốc sẽ trở lại ngôi vị số 1 của thế giới sau khi dịch bệnh corona kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì tờ báo CNN có bài Một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể diễn ra như thế nào? Trong thời gian gần đây, tình hình Biển Đông và vùng eo biển Đài Loan không ngừng nóng lên, với quân đội Trung Quốc liên tục thị uy, đe dọa các láng giềng, kéo theo phản ứng của Hoa Kỳ thường xuyên cho tàu chiến và máy bay vào phô trương thanh thế trong khu vực. Các diễn biến đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, và ngày càng có nhiều kịch bản về một cuộc chiến Mỹ-Trung được đưa ra. Trang mạng Bloomberg của Mỹ ngày 25 tháng 4 năm 2021 đã đăng ý kiến của một người có thể gọi là trong cuộc, cựu đô đốc hải quân Mỹ James Stavridis, từng là tư lệnh tối cao của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, là người đã phục vụ nhiều năm trong hải quân Mỹ ở miền Tây Thái Bình Dương, đã theo dõi đà vươn lên của hải quân Trung Quốc. Trong bài 4 cách thức mà một cuộc chiến tranh trên biển Mỹ-Trung có thể diễn ra, Four Way a China-US War as the Cow Play Out, cựu đô đốc Stavridis đã cho rằng điểm nóng dễ có thể khả năng bùng nổ nhất là Đài Loan, nhưng xung đột có thể xảy ra ở biển Hoa Đông, Biển Đông hoặc Ấn Độ Dương. Hải quân Trung Quốc giờ đây đã trở thành đáng ngại. Mở đầu bài viết của mình, cựu đô đốc Mỹ trước hết ghi nhận đà vươn lên đáng ngại của quân đội và đặc biệt là hải quân Trung Quốc từ một lực lượng không có gì đáng nói vào những năm 1970 đã trở thành một đối thủ ngang hàng với Hoa Kỳ, ít ra là trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Tác giả ghi nhận, vào giữa những năm 1970, tôi ra khơi với tư cách là một người lính trẻ, lần đầu tiên xuất quân sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Từ San Diego, bang California, chúng tôi đi về phía Tây trên một khu trục hạm lớp Squadron hoàn toàn mới. Là một thủy thủ thời chiến tranh lạnh, tôi vô cùng thất vọng khi tàu của tôi không đi vào vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương để thách thức hạm đội Liên Xô rất nổi tiếng. Thay vào đó, hành trình kéo dài 6 tháng của chúng tôi tập trung vào vùng biển phía Tây Thái Bình Dương, những khu vực ngoài khơi miền Bắc nước Úc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan. Trong ký ức của chúng tôi vào thời xa xưa ấy là một mối đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Cộng. Theo cái gọi của chúng tôi lúc đó, vào khi ấy Trung Quốc có một lực lượng hải quân ven biển có năng lực, nhưng chiến hạm hay chiến đấu cơ của lực lượng mang một cái tên kỳ lạ là Hải quân Giải phóng Quân Nhân dân không hề là một đối thủ đáng kể. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Trong suốt sự nghiệp hải quân của mình, tôi đã theo dõi Trung Quốc cải thiện một cách từ từ, tỉ mỉ và khôn khéo mọi khía cạnh của lực lượng hải quân của họ. Đà cải thiện đã tăng gia tốc đáng kể trong thập kỷ qua khi Trung Quốc gia tăng số lượng tàu chiến tối tân, triển khai đội tàu này ra khắp khu vực và xây dựng các đảo nhân tạo để làm căn cứ quân sự ở Biển Đông. Trung Quốc hiện là một đối thủ ngang hàng của Hoa Kỳ ở những vùng biển đó và điều này hàm chứa những rủi ro thực sự. Tác giả ghi nhận 4 điểm nóng trên biển riêng biệt nơi hải quân Trung Quốc có thể mở một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh và các đối tác Mỹ, eo biển Đài Loan, Nhật Bản và biển Hoa Đông. Biển Đông, các vùng biển xa hơn xung quanh các nước láng giềng khác của Trung Quốc bao gồm Indonesia, Singapore, Úc và Ấn Độ. Biển Đông, hải quân nhiều nước chen chúc bên nhau. Về hiện trạng Biển Đông, cựu đô đốc Stavridis ghi nhận sự hiện diện đông đảo của chiến hạm các nước bên cạnh đám đông tàu cá, tàu buôn, tàu dầu, giàn khoan dầu khí trong một tuyến đường thủy bận rộn vận chuyển gần 40% lượng hàng gửi bằng đường biển của thế giới. Ngoài chiến hạm của Mỹ và Trung Quốc, còn có tàu thuyền của các nước trong khu vực như Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore. Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác bao gồm Úc, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng duy trì sự hiện diện quân sự, chưa kể đến chiến hạm đến từ Pháp, Đức, Anh cũng thường xuyên triển khai ở đó.
tình hình Biển Đông đã trở thành căng thẳng do các yêu sách chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và quốc gia ven biển. Bắc Kinh là bên đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông dựa vào các chuyến đi của Đô đốc Trịnh Hòa từ những năm 1600. Trung Quốc ngay từ những năm 1940 đã vạch ra cái gọi là đường chín đoạn, một ranh giới trên biển mà họ dùng để duy trì sự hư cấu về chủ quyền. Yêu sách đó đã bị hầu hết các quốc gia trong khu vực tranh chấp. Một tòa án quốc tế đã bác bỏ phần lớn yêu sách của Trung Quốc vào năm 2016. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!